Hello anh em, là mình nhá. Ở cái clip này thì sẽ là cái clip tiếp theo. Ở cái clip lần trước ấy, thì mình sẽ đã hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái cách mà đo kiểm cái bộ điện ở đây và cách phân biệt như thế nào là bộ điện 2 quấn, 6 quấn hay bộ điện nhiều quấn và như thế nào là bộ điện ăn lửa máy và bộ điện ăn lửa bình. Ở cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn tiếp theo với anh em về những cái loại IC nói chung phổ thông ở trên thị trường hiện nay thì nó sẽ có những cái chuẩn chân như thế nào đó, và những cái màu dây ở đây nó sẽ có công dụng như thế nào khi mà nó cắm bằng con IC này. Rồi ok, và bây giờ là mình xin chia sẻ thêm một số anh em về những cái chuẩn chân nói chung của những cái dòng xe phổ thông. Như ở đây thì mình có một cái xe IC của một con xe Jim, xe Way đó. IC xe Jim xe Way thì nó sẽ là chuẩn chân như này nha anh em nhé. Nó sẽ là có 5 chấu ở trong đó. Thì cái quy ước để đọc màu dây thì anh em sẽ nhìn từ đằng trước này, và có cái rắc ở đây này, có cái lẫy ở đây, thì anh em sẽ nhìn từ đằng trước này vào để đọc màu dây đó. Thì đây là một cái chuẩn chân chung của thằng Honda, thường nó sẽ là loại chân như thế này đó. Thì ở đây mình có con IC tăng áp lửa sớm thì bên mình nó cũng là cái chân giống như thế đó, và của mình nó vẫn là thằng 5 chân anh em nhé. Thì ở đây là mình sẽ có một cái cục của xe Jim đời mới, đây là Jim đời cũ này hoặc quen pha đời cũ, nó sẽ là chuẩn chân như thế này, và con Jim đời mới thì nó sẽ là chuẩn chân như thế này anh em nhé. Nó sẽ là có 6 chân đó, hình thức nó sẽ là như thế này, và đây là của con WS110 thì nó sẽ là chuẩn chân như thế này, 4 dây đó, nó là hai rắc như này. Thì ở trên những cái clip của mình ấy, thì mình sẽ hay mang những cái đồ cũ này ra, nhưng mà những cái con này nó vẫn sống bình thường anh em nhé. Thì mình chuyên để đo kiểm, đo thử, nổ thử đó, thì mình cũng không quan trọng là cái chuyện mà ở đây là nó cũ hay mới hay nó bẩn, nhưng vấn đề là mình làm cái clip mình chia sẻ với anh em hiểu là ok rồi đó. Thì ở đây là mình sẽ có một cái chuẩn chân nữa, là ví dụ như ở đây thì mình có cái cục bán dẫn của con Su Viva thì nó sẽ có cái chuẩn chân như thế này. Mình sẽ rút cái rắc ở đây ra này, ai giả khó chặt vết đó. Thì thằng Su Viva hoặc là thằng Attila nó sẽ có những cái chuẩn chân kiểu này đó. Đây mình quay một vòng cho anh em coi, nó sẽ có chuẩn chân kiểu này, hoặc là dòng Yamaha thì nó sẽ có chuẩn chân rắc kiểu này anh em nhé. Nó lại sẽ là chuẩn chân rắc kiểu này đó, chuẩn chân rắc kiểu này. Đây là IC của con Sirius. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ đi vào cái vấn đề chính là cái màu dây ở đây. Thì ở đây là mình sẽ có hai cái cọng dây để cắm vào cái con IC ở trên xe của mình đó. Thì ở đây là mình sẽ có một cái cọng dây dây này, dây lô, dây rời ngoài anh em nhé. Đây là ví dụ như cái rắc này của các bạn nó bị hỏng thì nó bị vỡ, theo năm tháng nó bị vỡ thì anh em có thể mua những cái rắc này để cắm vào. Thì ở đây nó sẽ có cái dây như bên này thì mình nhìn thì nó sẽ giống ở trên xe hơn, và bên này nó sẽ hơi khác, nhưng mà đại loại nó sẽ là giống nhau. Thì mình sẽ vứt cái này ra đây, là mình sẽ chia sẻ với anh em cái dây này cho nó dễ nhất đối với những anh em nào mà chưa am hiểu về cái màu dây ở trên xe. Rồi bây giờ là mình sẽ cắm nó vào đây. Cái con IC này tại sao mà cái đồng hồ này mình để dưới này mà mình lại không để lên đây để mình đo anh em nhé. Mình cũng không khuyến cáo anh em là đo con IC này, bởi vì thực ra đo con IC này nó cũng rất là khó và nó cũng không chuẩn lắm đâu. Để mà thực tế thì anh em tốt nhất là nên sơ cua cho mình một hai con IC mà còn ngon, IC xịn để anh em có thể thử trên xe người ta, như thế là dễ nhất. Đó, kể cả cái cục lạp ở đây anh em nhé, kể cả cái cục nào ở đây thì anh em cũng không nên đo kiểm làm cái gì cho nó mất công mệt người. Đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ đi vào cái vấn đề chính ở đây. Ở trên cái cọng con IC này nó sẽ có 5 cọng dây này, có rất nhiều anh em thợ nhá, đặc biệt là những anh em thợ mới làm xe nhá, không nắm được nguyên lý của những cái chân như thế này và cái màu dây ở đây. Đó, những cái màu dây này, cái dây nào sẽ có cái tác dụng như nào và nhiệm vụ của nó sẽ ra làm sao thì rất nhiều anh em mới là không nắm được nhá. Cũng có thể là có một vài anh em thợ mà làm lâu năm thậm chí còn không nắm được. Bây giờ ví dụ như nó đang ở đây thì anh em có thể là đọc được và nhớ được cái chân này, nhưng khi rút rời ra từng cọng một xong để cắm nó vào ấy thì anh em, nhiều anh em không không cắm nổi,
xem là cái màu nào nó vào cái chân nào đó. Thì ở cái clip này thì anh em có thể quan sát rất là dễ. Thì ở đây là mình quy ước là anh em sẽ nhìn từ mặt này vào nhé. Đó, từ mặt mà có cái chân mà cắm gài ở đây. Ở trên cùng phía bên trái thì anh em sẽ nhìn thấy cho mình là một cái dây màu đen sọc vàng. Đó, cái dây đen sọc vàng này nó sẽ là dây dẫn ra mô bin anh em nhé. Nó sẽ là dây dẫn ra mô bin. Vế trên cùng bên phải. Đó, ở trên nhá, mà vế bên phải thì anh em có thể nhìn thấy cho mình một cái dây xanh sọc vàng. Dây xanh sọc vàng này nó sẽ là dây từ cái con kích từ. Đó, từ cái con kích từ này ở đây. Rồi, ở phía bên dưới cái dây mà đen sọc vàng ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy cho mình là một cái dây đen sọc đỏ. Cái dây đen sọc đỏ này nó sẽ là dây cuộn lửa từ dưới máy cấp lên. Đó, đây mình có một cái rắc ở cái cuộn lửa đây, nó là dây đen sọc đỏ đây anh em nha. Đó, nó sẽ cấp từ dưới này cấp lên, nó sẽ đấu vào như thế này. Ở trên xe thì nó không đấu ngắn như này đâu, nhưng mà ở đây thì mình sẽ liên tưởng luôn là nó cắm vào như thế này. Đó, ở giữa, dưới cùng, ở giữa thì nó sẽ có một cái dây đen sọc trắng. Dây đen sọc trắng này sẽ là dây tắt khóa từ trên ổ khóa xuống anh em nhé. Nó sẽ là dây đánh chập. Còn cái dây dưới cùng bên tay phải ở đây sẽ là dây màu xanh lá này, nó sẽ là dây mát anh em ạ. Đó, nó sẽ là dây mát. Và kể cả bây giờ anh em có thể là đã nắm được rồi thì anh em có thể rút rời từng cọng ra anh em cắm vào, không vấn đề gì. Đó, nếu như anh em đã cắm, đã hình dung được cái màu sắc của nó và những cái công năng của nó sẽ là như thế thì anh em sẽ có thể là rút rời ra, cắm vào, ok. Đó, rất nhiều anh em thợ mà khi mà những cái rắc mà chuyển từ cái IC nọ sang IC kia thì anh em, nhiều anh em không nắm được và rất là bỡ ngỡ. Mình có một cái cách như thế này này, để cho anh em có thể là anh em mới học nghề hoặc như anh em nào mà muốn tự sửa xe ở nhà ấy, có thể nắm được những cái màu dây như này. Thì khi anh em sửa đến cái loại xe này, anh em nên là chụp lại cái ảnh. Đó, chụp lại ảnh của cái chân con IC này để làm tư liệu anh em nhé. Để làm tư liệu, để sau này khi mà cái rắc này của họ nó vỡ ra rồi, hoặc là có thể là mình cắt ghép đầu nối như nào đó để mà phải cắm lại ấy, thì anh em vẫn có thể hình dung được. Nếu như anh em không hình dung được thì anh em sẽ lấy chính cái bức ảnh đó, thì anh em sẽ nhìn theo cái màu dây này anh em cắm nó vào. Đó mới là cái cách sửa thông minh, không phần phải hỏi ai cả. Rất nhiều anh em thợ là kể cả như mình bây giờ đấy, cũng có rất nhiều anh em thợ là cứ gọi điện đến hỏi mình là anh ơi cái màu dây này nó cắm như thế nào, cái màu dây kia nó sẽ là như thế nào. Thì những anh em thợ đấy là hầu như là không có kinh nghiệm gì về cái vốn tự trang bị cho mình. Đó, trang bị cho mình là gì, những cái kinh nghiệm này cực kỳ đơn giản. Anh em bây giờ ai cũng dùng những cái điện thoại đẹp rồi, smartphone rồi, máy ảnh rất là nét, anh em chụp xoẹt một phát lưu nó vào, sau này cần đến mang ra dỡ ra là xong. Đó, và cắm lại vào là xong. Đấy, rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Thì cái màu chân ở đây thì nó thường là phổ thông cho những cái xe của dòng Honda nhá anh em nhá. Còn dòng Yamaha hay dòng Suzuki thì nó sẽ có những cái khác nhau. Thì trên thực tế ở trên cái xe ấy, thì hôm nào sẽ có dịp là mình sẽ làm luôn. Thì hiện tại ở đây thì mình có chủ yếu là sẵn cái đồ của thằng Honda ở đây. Ok, thì mình sẽ chia sẻ thêm về cái cục IC của thằng Viva hay là thằng SOM, nó sẽ có chuẩn chân kiểu này. Thì ở đây là mình sẽ có luôn một cái cọng đây. Ở cái cọng bên này thì của mình thì không biết nó mất đâu rồi. Thì khi anh em cắm vào thì nó sẽ là tính từ cái rắc này anh em nhé. Đó, anh em cắm vào, tính được cái rắc này. Đây nó sẽ là dây đen này. Đó, dây đen của thằng này nó sẽ là dây mát anh em ạ. Đen sọc trắng nó sẽ là mát. Của thằng Su đen sọc trắng nó sẽ là mát. Dây này sẽ là dây kích từ. Và dây trắng này, đó, nó sẽ là dây, nó sẽ tương tự như cái dây đen sọc vàng này này, là dây mô bin. Đó, dây trắng sọc xanh nó sẽ là dây mô bin anh em ạ. Đó, thì bên này nó sẽ có một dây màu cam. Dây màu cam ở cái chân dưới này này. Chân trên là bỏ, chân dưới là sẽ có một cái dây màu cam. Thì nó dây màu cam ở trên xe su thì nó sẽ là dây lửa anh em nhé. Đó, thì cái như cái này thì hình thức nó cũng kiểu như thế. Thì mình sẽ không giới thiệu nữa. Và bây giờ là mình sẽ giới thiệu luôn một cái này nữa. Cũng rất nhiều anh em thợ là cũng không nắm được về bốn cái màu dây ở trên cái chân con nạp ở đây. Giới thiệu với các bạn, đây là cái con nạp của thằng Honda. Cái con nạp của thằng Yamaha thì nó sẽ cứ tương tự như này, mà nó sẽ khác một xíu. Thì nó chỉ là đổi màu chân, màu dây ở bên này thôi.
thằng Honda này nó sẽ khác với thằng IA, mà thằng IA với thằng Suzuki thì nó sẽ là làm giống nhau anh em nhé. Rồi ok, thì bây giờ là mình xin chia sẻ luôn với anh em. Khi nhìn cái rắc này thì anh em sẽ nhìn cho mình cái vấu ở đây. Đó, anh em nhìn cái vấu ở đây. Cái vấu ở đây nó sẽ là cái chuẩn để anh em có thể phân biệt được vế trái và vế phải. Ở trên màu dây của cái thân con sạc ở đây thì nó sẽ có chia ra làm 4 màu dây chính, và nó sẽ có những cái nhiệm vụ khác nhau. Là cái dây trắng ở đây, nó sẽ là cái dây trắng từ dưới mâm lửa cấp lên, nó sẽ là dây sạc anh em nhé. Đó, thì ở đây là mình sẽ có luôn là cái dây của mâm lửa cấp lên, nó là dây sạc, là dây màu trắng anh em ạ. Rồi ok. Và đây là sẽ là cái dây màu đỏ là phía ở bên trên anh em nhé. Anh em nhìn thẳng vào trên xe nó sẽ bắt như thế này này, trên xe nó sẽ bắt như thế này. Thì anh em sẽ nhìn vào là dây này là dây trong, thì nó sẽ là dây ở dưới đó, là dây màu trắng. Dây này là dây ở ngoài hoặc là ở trên thì nó sẽ là cái dây màu đỏ, thì nó sẽ bắt vào bình ắc quy. Đó, nó sẽ là dây dương. Còn bắt vào bình ắc quy nó còn thêm một cái cọc chì nữa, thì cái đấy mình tính sau. Nhưng mà mình cứ quy ước đây là sẽ là dây dương, và nó là chuẩn là dây dương luôn anh em nhé. Rồi ok, trên cùng bên ngoài đây sẽ là cái dây màu vàng. Dây màu vàng này sẽ là dây đèn. Tại sao dây đèn thì nó lại hướng về cái thằng sạc ở đây để làm gì? Cái thằng sạc ở đây nó sẽ làm cái nhiệm vụ là cung cấp tính toán cái dòng điện sao cho phù hợp với lại cái bóng đèn của các bạn. Nếu như cái con sạc này chết, ở những cái clip lần trước là mình đã chia sẻ rồi, cái con sạc này mà nó có vấn đề nó chết ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng một là đến bình ắc quy, hai là sẽ là cháy bóng đèn đó. Thì cái clip lần trước thì mình đã chia sẻ rồi, và clip lần này thì mình không chia sẻ thêm về cái vấn đề này nữa. Và cái dây này nó sẽ bắt nguồn từ dưới cái dây vàng từ mâm điện lên anh em nhé. Đây, cái mâm điện của mình ở đây, và cái dây nó sẽ chạy lên đây, nó sẽ nối vào nhau như thế này này đó. Rồi ok, đây là cái dây vàng. Thì cái dây vàng nó sẽ chia từ dưới mâm lửa lên thẳng trên bóng đèn, và nó sẽ có một nhánh để nó hướng về cái thằng sạc ở đây. Con sạc ở đây nó sẽ tính toán cái mức độ điện như thế nào đó, thì nó sẽ xả ra khung nhờ vào cái dây mát ở đây. Cái dây mát này nó sẽ là bắt vào hệ thống dây điện ở trên xe, hoặc là bắt thẳng vào cái khung sườn sắt của xe của các bạn đó. Thì cái màu dây quy ước của nó sẽ là đỏ, trắng, vàng, xanh. Và bây giờ là của thằng IA nó sẽ ngược lại cái vế ở bên này, hai cái vế này nó sẽ đảo cho nhau đó. Thì anh em nào nếu như mà không nắm được cái màu dây ở đây thì anh em có thể là sửa đến cái con sạc này, anh em thấy nó có màu đặc trưng như này thì hãy rút điện thoại ra chụp cho mình một cái bức ảnh sau này làm tư liệu. Cái dây của thằng IA nó dây đỏ nó nằm ở vị trí nào trên cái thân con sạc này, và thằng Honda cái dây đỏ nó sẽ nằm ở cái vị trí nào trên thân con sạc này, thì anh em có thể là mở cái ảnh ra và anh em có thể là nhìn một phát là có thể là nắm được luôn đó. Thì có rất nhiều anh em là có sở thích như này này, đi xe Honda nhưng thích lắp sạc của thằng IA đó. Nếu như anh em mà cứ cắm bộp vào cái con sạc của thằng IA như thế, nổ lên ga một phát là đứt bóng đèn luôn. Bởi vì sao? Là hai cái màu dây này nó quy ước khác nhau đó, hai cái vế này quy ước khác nhau, cho nên là anh em phải nắm được cái vế nào và cái màu dây nào nó thuộc cái vế nào thì anh em làm nó mới là đúng, và nó không bị hiện tượng là bị cháy bóng đèn oan như thế nữa, hoặc là chết bình ắc quy, hoặc là không nạp được vào bình ắc quy đó. Nó rất đơn giản như thế này luôn, nó chỉ có 4 màu dây này thôi, nhưng đại đa số rất nhiều anh em không nắm được cái màu dây ở trên cái thân con sạc này đó. Thì đây là những cái vấn đề chính nổi cộm lên, và mình đã thấy có rất nhiều anh em cũng đã gọi điện đến hỏi mình, và có những anh em mà thợ làm hãng hàn hoi cũng đã gọi điện hỏi mình về cái vấn đề thân con sạc ở đây đó. Thì mình cũng xin lưu ý với anh em là, một là anh em chụp ảnh lại đó, hai là anh em vẽ sơ đồ, nhưng mà bây giờ thường là anh em sử dụng smartphone rồi nên chụp ảnh lại là ok nhất đó. Và những cái quy ước màu dây ở trên cái đầu con IC đây, mỗi loại IC nó sẽ có một cái đầu dây đặc trưng, màu dây đặc trưng đó của từng hãng một, thì anh em nên chụp lại để làm cái tư liệu. Đó mới là cái cách sửa xe thông minh nhàn nhất và anh em không phải hỏi ai cả. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn là ở cái này nè, cái dây đen sọc vàng ở đây nên nó sẽ đi đến cái chỗ nào ở trên cái xe của các bạn. Thì ở đây là mình sẽ có một cái con mô bin của thằng Dim Tàu đó, mình vứt ở đây. Anh em thấy ở đây nó cũng có dây đen sọc vàng đó,
thì hai cái dây này nó sẽ là liền với nhau. Còn cái dây mát này nó sẽ là ăn ra khung hoặc là ăn trên hệ thống dây. Trên xe của thằng Honda cứ cái dây màu xanh lá này, dây zin anh em nhé, là nó sẽ là cái dây mát anh em ạ. Còn một số cái xe mà họ cắt nối đấu ghép rồi thì mình không nói. Rồi bây giờ là mình sẽ thâu tóm lại cái vấn đề là ở đây là mình sẽ có ba cái thành phần chính. Mình sẽ gạt cái thằng này xuống đây, bỏ xuống đây ạ, vứt hết xuống đây cho nó rộng địa bàn. Thì ở đây là cái cục mô bin của thằng Yamaha hay là thằng Wayrick thì nó cũng giống nhau như này, thì thôi nó không có màu dây đây thì anh em khó hình dung. Thì mình sẽ chỉ để ba cái này ở đây, rồi thì mình sẽ để theo thứ tự từ quận cấp lên đến con IC và đến con mô bin rồi mới đến cái buji anh em nhé. Thì cái dây nó dài thì mình để ở đây đó. Thì cái clip này nó kéo dài tầm khoảng 15-20 phút thôi, nên là anh em cố gắng theo dõi cái clip của mình đó. Thì mình nói như thế này, mình truyền đạt cho anh em, chỗ nào anh em cảm thấy không hiểu thì anh em có thể là comment ở bên dưới là mình sẽ trả lời trực tiếp cho anh em đó. Thì bây giờ là nguyên lý hoạt động của nó, cái vô lăng khi anh em đạp nổ hoặc anh em đề nổ nó sẽ quay, nó quay nó sẽ sinh từ trường cho cái thằng này, nó sẽ cấp điện lên theo cái dây đen sọc đỏ ở đây. Nó sẽ vào cái dây đen sọc đỏ ở trên cái con IC đây. Đây mình sẽ để như này cho nó đúng chiều quy ước như ban đầu. Nó sẽ vào dây đen sọc đỏ trên con IC đây. Đó, và cái con này nó sẽ đưa điện vào con IC đây. Con IC này sẽ làm nhiệm vụ là ngâm điện ở đây, ngâm điện và tích điện ở đây anh em nhé. Tích điện ở đây, đó. Khi cái con vô lăng nó quay, nó sẽ đến một cái phần gọi là cái phần cắt từ. Nó sẽ quắt qua cái con kích từ ở đây. Đó, thì con kích từ này nó sẽ có điện, nó sẽ truyền tín hiệu điện lên theo cái dây xanh sọc trắng hoặc là xanh sọc vàng ở đây để nó đi lên cái con IC là cái dây xanh sọc vàng hoặc dây xanh sọc trắng ở đây, nó tùy anh em nhé. Thì ví dụ là quy ước của thằng Honda nó sẽ là dây xanh sọc vàng đó, còn xe tàu thì nó là dây xanh sọc trắng hay là đại loại là như thế, nó miễn là cái dây xanh biển ở đây là ok. Đó là cái thằng này nó sẽ ở trong này, nó sẽ có một cái van điện anh em ạ. Khi tín hiệu điện nó cấp qua đây, nó sẽ đóng mở cái van điện ở đây để nó phóng điện, nó phóng điện qua cái thằng dây đen sọc vàng ở đây. Cái dây đen sọc vàng ở đây nó sẽ phóng điện chạy theo cái đường dây này để nó vào con mô bin. Nó vào con mô bin ở trong này, nó sẽ quận sơ cấp và quận thứ cấp, nó sẽ tính toán và nó sẽ nâng cái dòng điện lên thành một cái dòng điện cao áp anh em nhé. Từ điện thấp vôn qua cái bộ ở trong này, nó sẽ nâng điện lên thành điện cao áp. Và nó sẽ theo cái dây ở đây này, cái dây dây này gọi là dây cao áp anh em nhé. Nó sẽ đến đây, nó sẽ đến cái đầu tàu buji này. Cái này gọi là cái tàu buji. Thì ở chỗ khác, vùng miền khác thì gọi như nào thì mình không biết, nhưng mà cái này sẽ là cái tàu buji. Và cái này nó sẽ phóng điện qua cái thân buji ở đây, nó sẽ đánh lửa nhờ chỗ cái đầu chấu ở đây. Đó, nhờ cái chỗ đầu chấu ở đây. Thì đây là cái buji chân dài này, nó không phải là buji dây zin nhưng mà đại loại nó là cái buji. Thì mình đưa vào đây cho anh em dễ phát hiện, dễ nhìn. Đó, nguyên lý của nó là như thế. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ tiếp. Khi cái xe của các bạn đi đến một cái điểm nào đó, các bạn muốn tắt máy đi, muốn tắt máy đi anh em nhé, thì sẽ là như thế nào? Anh em sẽ tắt chìa khóa. Anh em tắt chìa khóa thì nó sẽ là thông mạch từ cái dây dây xanh đó. Nó sẽ qua bộ ổ khóa để nó đánh chập vào cái dây đen sọc trắng này vào. Đánh chập vào như thế thì nó sẽ ngắt điện ở trong này. Và nó ngắt điện ở trong này rồi thì cái thằng này, hai thằng này nó không liên quan gì đến nhau nữa, cho nên nó sẽ không kích nổ được nữa. Đó, và cái dây mát này tất nhiên là trên xe nó bao giờ mới có đủ âm đủ dương thì nó mới nổ được anh em ạ. Đó, cho nên là mình lại không nói đến cái dây mát này là vì thế. Rồi ok, bây giờ là đã xong cái nhiệm vụ của thằng này rồi. Và xong đến nhiệm vụ của thằng này rồi thì bây giờ là mình sẽ cho nó xuống đây. Rồi, nhưng thằng này vẫn phải giữ lại. Và mình sẽ lấy cái con sạc ở đây. Đó. Khi cái xe của các bạn đề nổ hoặc đạp nổ thì là gì? Nó sẽ sinh từ trường để nó tạo thành một cái dòng điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều từ dưới quấn lửa ở đây, dưới mâm lửa ở đây, nó sẽ cấp lên theo hai hình thức. Một là cấp theo cái dây trắng này là dây cuộn sạc. Đó,
Và hai nữa là cái dây vàng này là cuộn đèn. Thì ở trên đây nó sẽ có dây trắng, thì nó sẽ cấp từ dưới máy lên và nó theo theo cái dây trắng đây, mình sẽ đấu này cho anh em dễ liên tưởng nhá. Nó sẽ cấp lên đây, nó qua một con diode nắn dòng, nó sẽ ra diode của bọn này, nó sẽ là một diode nhá, diode đơn nhá, diode bán kỳ. Nó sẽ từ chuyển từ điện xoay chiều để sang điện một chiều, là từ AC qua con nạp này nó sẽ ra điện DC là điện một chiều để nó cấp vào bình AQ xe của các bạn, để các bạn để đèn còi xi nhan đó, vân vân. Và một cái dây đèn nó cấp từ dưới máy này lên, trực tiếp lên trên bóng đèn qua công tắc để vào đèn pha. Thì nó sẽ có một nhánh để nó vào cái dây màu vàng ở đây, là thân con sạc nó sẽ tính toán cái dòng điện sao cho ok nhất, đảm bảo nhất để cái bóng đèn của các bạn nó bền, nó không bị cháy. Thì khi cái bóng đèn của các bạn nó vượt quá cái số ngưỡng vôn cho phép đó, thì cái bóng đèn của bạn sẽ được xả điện ra là nhờ cái dây mát ở đây, để nhận biết được cái mức độ xả cái dòng điện ở trên cái bóng đèn của các bạn. Thì các bạn có thể là ga nhỏ, từ nhỏ cho đến lớn dần. Cái bóng của các bạn mới đầu nó sẽ sáng mờ mờ, sau khi nó sẽ sáng trắng lên rồi, và nó sẽ bạn ga tiếp tục ga lên, nó sẽ sụt điện đi và cái bóng đèn của các bạn nó tự sụt đi đấy. Thì lúc đấy là cái con sạc này nó hoạt động, nó xả điện ra khung. Thì có nhiều anh em có hỏi mình là sao đèn của các bạn để ga nhỏ thì nó sáng mà ga to lên nó lại sụt tối đi. Nó tối đi đấy là do là nó đang xả điện ra khung để nó bảo vệ cái bóng đèn của các bạn. Đó, đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái bộ mâm lửa. Nó sẽ cấp điện cho thằng IC, nó cấp điện cho con sạc để cái xe của các bạn có thể là vận hành được. Rồi ok, ở những cái clip tiếp theo ấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn và chia sẻ với các bạn về cái cách đọc màu dây ở trên cái xe của thằng Honda. Đó, về cái công năng tác dụng của từng cái màu dây. Ok, xin chào anh em. Ở cái clip này là mình đã hướng dẫn anh em xong rồi. Nếu như anh em có thể thắc mắc hoặc là có những cái vấn đề gì mà cần hỏi thêm thì có thể comment ở bên dưới này. Mình sẽ trả lời trực tiếp cho anh em. Và mình xin nhắc lại một lần nữa là mình sẽ comment, trả lời comment ở cái kênh của mình trong khoảng thời gian là buổi tối anh em nhé. Ban đêm là mình sẽ có thời gian rỗi hơn, thì mình sẽ chia sẻ với anh em và mình sẽ trả lời comment của các bạn. Nếu như ban ngày nếu như anh em là có hỏi thì cũng cứ bình tĩnh là mình sẽ trả lời. Mình sẽ trả lời từ trước đến nay mà mình đã trả lời rất nhiều những comment của các bạn rồi. Mình không bao giờ để sót một cái comment nào cả. Đó, thì anh em cứ yên tâm là một điều như thế. Ở cái kênh của mình ấy, lúc nào mình cũng thân thiện với các bạn, mình cũng gần gũi với các bạn. Có vấn đề gì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0165 614 6888, hoặc là có thể là comment ở bên dưới, bình luận ở bên dưới ấy. Và nhớ là chúng ta đều là những con người có học rồi, anh em có thể là comment bình luận một cách vui vẻ nhẹ nhàng góp ý cho nhau. Đó, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kiên Mô Tôn, hẹn anh em clip tiếp theo.